Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với điểm tin cuối tuần ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Chủ đề hôm nay của chúng tôi là phim Đất rừng phương Nam, ranh giới giữa bom tấn phim điện ảnh Việt và xuyên tạc nhạo báng lịch sử. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Gần đây, cái tên Đất rừng phương Nam đã trở thành một cơn sốt trong cả nước. Bộ phim được sản xuất dựa trên tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, kể về hành trình tìm cha của một cậu bé ở vùng miền Tây Nam Bộ. Đất rừng phương Nam chính thức được công chiếu rộng rãi từ ngày 20 tháng 10, nhưng đã có các suất chiếu sớm trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 10. Tính đến sáng ngày 16 tháng 10, theo thống kê từ Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập, phim đã thu về gần 45 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Là một bộ phim mới công chiếu, số doanh thu đạt được của bộ phim này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, đi đối với những thành công, thành tựu đó thì Đất rừng phương Nam lại vô tình vướng phải nhiều tranh cãi. Hiện nay, bên cạnh việc nhiều khán giả yêu thích phim thì cũng không ít người phản ứng cho rằng phim đề cao vai trò thiên địa hội, xuyên tạc lịch sử. Một số người cho rằng tác phẩm đã xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế thiên địa hội, trang phục của người Hoa không phải của người miền Nam ngày xưa. Họ nhận định phim đề cao thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn hạ thấp vai trò Việt Minh, xuyên tạc lịch sử. Tôi đề nghị hội đồng kiểm duyệt xem xét cấm chiếu phim này. Phim lật sử mà cũng được duyệt đổi tên thành Đất rừng Trung Hoa. Trước sự chỉ trích này, nhiều người trong giới lẫn một số khán giả cho rằng phim điện ảnh là tác phẩm hư cấu, không phải tư liệu lịch sử, không thể xem như phim tài liệu để soi mói từng chi tiết. Tiến sĩ Hà Thành Vân viết bài dài trên trang mạng xã hội Facebook có đoạn trích: "Thật ra bộ phim với chuyện lấy thiên địa hội làm chủ đạo thế này thì đã thoát ly xa khỏi nguyên tác. Vậy cách tốt nhất để cho dư luận khỏi chỉ trích là đổi tên phim thành Thiên địa hội ở Nam Kỳ. Vì bề an trong phim cũng có đất diễn mấy đầu, toàn thấy là Út Lục Lâm do Tuấn Trần đóng hay anh Tiều do Tiến Luật đóng đi mãi võ. Thế thì sau khi xem phim xong, tôi nghĩ là đổi tên phim là tốt nhất, khỏi chê trách, so sánh gì với nguyên tác Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Tên phim là Thiên địa hội ở Nam Kỳ." Ở bản truyền hình, bối cảnh phim cũng được lùi lại trước năm 1930 so với nguyên tác tiểu thuyết là sau năm 1945 do những biến động lịch sử giai đoạn này, còn Việt Minh ra đời từ năm 1941. Phim điện ảnh làm theo cột mốc bối cảnh này của phiên bản truyền hình để có thêm những tình tiết được bổ sung làm dày thêm câu chuyện phim. Thêm vào đó, người Hoa Kiều gồm cả người Tiều, Triều Châu xuất hiện nhiều ở phương Nam xưa nên dấu ấn của họ trong trang phục không thể phủ nhận. Vì thế, nhà làm phim vẫn có thể sáng tạo trong khuôn khổ, đủ để tạo nên tác phẩm phục vụ khán giả dưới góc nhìn mới. Về phía khán giả và người hâm mộ cũng có vô vàn những ý kiến trái chiều liên quan đến việc làm phim hay nhưng lại xuyên tạc đến lịch sử. Dưới đây là một vài ý kiến của cư dân mạng nhận định về bộ phim điện ảnh Việt Nam đang hot hòn hòt này. Có những khán giả xem phim và chỉ quan tâm đến nội dung trong phim chứ không quan tâm đến các yếu tố lịch sử. Người dùng Facebook Amanda Nguyễn để lại bình luận: "Ai chê thì chê, chứ mình thấy phim rất hay và đáng xem." Tuy nhiên, số đông khán giả xem phim nhưng họ cũng đặt yếu tố yêu nước lên hàng đầu. Vì lẽ đó, dù phim có hay đến đâu mà có những yếu tố động chạm đến Tổ quốc thì họ vẫn phê phán mãnh liệt. Điển hình như tàn nhẫn nhất là làm phim về Việt Nam mà tạo cho người xem toàn liên tưởng và thấy những thứ quen thuộc của Trung Quốc. Nếu nói đúng tình yêu nước thì lúc này mọi người cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, không thể để một người đạo diễn đã làm sai lại càng cố cãi. Một tài khoản khác lại cho rằng hai câu thôi, dân ta phải biết sử ta và văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Bất dùng từ hư cấu để bào biện, thế phim nước khác làm sai sự thật thì sao? Yêu nước nhưng chê mạnh cái cục điện ảnh, rất chê. Đất nước thì phát triển từng ngày, nhưng nền điện ảnh thì đi giật lùi, chê thì lại bị chửi là không yêu nước. Một tác phẩm điện ảnh hay có thể mang đến những cảm xúc vương vấn cho khán giả, làm cho người xem, người đọc nhớ mãi và có nhu cầu đi xem những lần nữa. Sẽ là một bộ phim hoàn hảo nếu như có một kịch bản hay, một dàn diễn viên chất lượng, một nội dung thật ý nghĩa và đặc biệt nhất là không động chạm đến các yếu tố lịch sử. Để dung hòa được hai yếu tố quan trọng đó quả là rất khó. Tất nhiên, một bộ phim hay nào cũng sẽ có những thiếu sót nhất định. Chỉ mong người xem đừng quá khắt khe với nền điện ảnh nước nhà, nhất là khi nền điện ảnh của Việt Nam vẫn còn non nớt và đang đi lên đà phát triển. Hãy xem phim một cách công tâm và trải nghiệm phim một cách chân thực nhất. Điểm tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.